Cái cõi đại của sư phận các bạn nghe dạy là tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, tức là lấy ước muốn làm căn bản. Thì chính khi mình tạo một nghiệp phước nào đó mà mình lấy được cái mình có cái ước muốn nào đó, thì cái ước muốn nó có ba loại ước muốn. Thì ước muốn về vật dục, ước muốn về pháp và ước muốn bình thường. Ví dụ như ước muốn về vật dục ấy, được gọi là cắm mắt tranh đá đó. Thứ ước muốn về hưởng thụ dục lạc thì ước muốn này nó là xấu. Còn ước muốn về pháp như là chứng đắc thiền định, đạo quả, niết bàn hay là thần thông, ước muốn này gọi là pháp dục. Còn ước muốn bình thường để tế độ chúng sanh thì cũng như quý vị ta thánh A-la-hán là tác dụng. Ví dụ như giống như Đức Phật ngài sau khi quán xét rồi thấy thì một chúng sanh nào có duyên lành á, thì ngài đi đến đó thì tế độ, hoặc là ngài dùng thần thông, hoặc là ngài đi bộ. Thì cái dùng thần thông hay đi bộ á, cũng là do từ ước muốn mà có, tức là ước muốn để tế độ chúng sanh cũng có, nhưng mà cái ước muốn nó chỉ là tác dục thôi, nó không có thiện, không bất thiện. Còn mà mình ước muốn mà gọi là cái bất thiện á, thì là ước muốn về cái vật dục như là sắc tinh hương vị xúc chẳng hạn vậy. Thì còn cái ước muốn mà về cái thiền định đạo quả niết bàn kia thì cái đó là cái pháp dục. Thì tất cả các pháp đều lấy cái ước muốn này làm căn bản, mà khi mà ước muốn được thành tựu rồi thì dục nó mất, tức là ước muốn này mất. Thì nói là ngài ăn đang ngài nói vậy, ngài dạy vậy. Thì ví dụ như một cái người ước muốn chứng đạt được cái sơ đạo, mà sau khi chứng đạt sơ đạo thì cái ước muốn chứng đạt sơ đạo mất, nó không còn nữa. Ví dụ như trong cái cuộc đời chúng ta thấy như một đội bóng nè, khi mà tranh đấu họ muốn lấy cái chức vô địch, nhưng mà khi lấy được chức vô địch rồi thì cái ước muốn đạt chức vô địch không còn nữa. Mà cho nên những cái vị thánh A-la-hán không còn cái ước muốn, cũng không muốn, ngài chỉ có cái tác dụng thôi, tức là chỉ đi tế độ chúng sanh thôi. Mà cho nên bà Quý Sa Kha có xin tám điều với Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, ngài xin cho con tám điều ước nguyện. Mà Đức Phật nói rằng các bậc A-la-hán không còn ước nguyện, mình chấm dứt ước nguyện rồi, tại vì đã thành tới A-la-hán rồi đâu còn ước nguyện gì nữa. Hiểu chỗ này không? Nên thì ra những cái ước nguyện đó nó được gọi là pháp dục. Thì tất cả các pháp lấy ước muốn làm căn bản, rồi lấy tác ý làm sân khởi, mình phải tác ý tới đó mới sân khởi. Ước muốn là không đều, nhưng mà mình phải tác ý tới cái điều rồi mình ước muốn. Ví dụ như người hành thiền mà giờ mà muốn chứng đắc được thiền thì mình ước muốn là đúng đắn là tốt rồi, đúng không? Nhưng mà không tác ý tới thiền nó không sanh lên. Rồi tất cả các pháp lấy dục làm ước muốn, lấy tác ý làm sân khởi, lấy xúc làm tụ hội, lấy xúc làm tập khởi, tức là tất cả các pháp nào muốn sanh khởi lên phải do xúc, từ xúc nó mới duyên cho thọ, cái thọ là nhận lấy, rồi thọ nó mới bắt đầu mới duyên tùm lum hết. Ví dụ như bất thiện thì thọ duyên cho ái, còn thiện thì thọ duyên cho tính, cái tính với ái nó giống nhau. Tính ái giống nhau chỗ nào? Ái là không buông bỏ những cái gì thuộc về bất thiện, còn tính thì không buông bỏ những gì thiện. Tính ái thì sống theo bằng cái tình cảm, còn tính cũng sống theo cái tình cảm. Tính ái là thích thú những gì vật chất, những gì thuộc về vật chất như là sắc tinh hương vị xúc như này vậy. Còn tính là thích những cái gì thuộc về thiện pháp. Cho nên tính với ái nó giống nhau, cho nên thọ duyên cho ái nó là thuộc về bất thiện, mà thọ duyên cho tính nó thuộc về thiện. Mà tính nó duyên cho thắng giải, còn thọ duyên ái duyên cho thủ nắm lấy, còn tính thì nó duyên cho thắng giải, nên nó nhận định đúng hay sai. Rồi thắng giải này nó sẽ duyên cho hữu, tại vì lúc đó nó phải tái sanh lại để mà nó có cái này. Thì cái thủ duyên cho hữu, thì giờ thắng giải duyên cho hữu, tức là cái đường thiện hay đường bất thiện nó cũng dẫn tới luân hồi là chỗ này. Thì lấy tất cả các pháp lấy xúc làm tập khởi, lấy định là thượng thủ,
tại vì khi mà phải người người nó phải có định, không định thì không thể là trở thành thành người quán. Là định có hai loại, một loại gọi là định trong thiền chỉ, cái hai nữa định trong thiền quán. Định trong thiền chỉ là định theo những cái thiền cảnh, cái cảnh của như đất nước lửa gió vân vân, hoặc là hơi thở. Còn định trong thiền quán là định ở trong một trong tam tướng, như như trong tăng chi các bạn nghe là vô tướng tâm định đó, định trong tướng vô thường, rồi vô nguyện tâm định là định trong cái tướng khổ, rồi vô ngã cái bên không tánh tâm định, tức là định trong tướng vô ngã. Đó là cái định gõ cổ cái thiền quán. Thì các pháp lấy định làm thượng thủ. Bởi vì sao thượng thủ? Bởi vì đỉnh cao, đỉnh cao đó nó mới dẫn đi tới những cái gì mình mong muốn. Ví dụ như từ đỉnh ca cái đỉnh như là tứ định, tức là định tứ thiền đó, thì sẽ dẫn tới là mình đắc được thiên nhãn nè, hoặc đắc được túc mạng minh nè, đắc được sanh tử minh nè, hoặc đắc được cái lậu tận minh. Thì cái đây là cái ngưỡng cửa gọi là đỉnh cao để dẫn đi nha. Còn định thiền quán thì nó dẫn tới như chứng đắc được đạo quả. Cho nên trong cái pháp lấy định làm thượng thủ, lấy tuệ làm trong cái pháp lấy định làm thượng thủ, lấy tuệ, lấy niệm làm tăng thượng, mà lấy niệm làm tăng thượng, lấy tuệ làm đỉnh cao, và lấy niết bàn làm cốt lõi. Và tám pháp như vậy. Thì bây giờ trong cái thiền quán á, thì cái tuệ này á, nó do định sanh ra, định gần nhất của tuệ nó chính là định, định định thiền chỉ đó, nó làm sanh khởi lên cái tuệ của thiền quán nha. Mà tuệ được thiền quán được mới thấy được niết bàn, tức là tâm bản tâm lộ á, tức là đây có học tâm lộ chưa? Thì trong lộ đắc đạo á, cái đắc sơ đạo thì chúng ta có là chuẩn bị cận hành thuận thứ vô ra phu, mà chuẩn bị cận hành thuận thứ nó đều lấy một trong ba tướng, tới vô ra phu nó cắt tới dòng bàm, tới tâm đạo nè. Cái tâm đạo là thấy niết bàn nó đang diệt trừ phiền não, tới hai cái tâm quả là nó đã đạo xong. Thì nó mà tất cả các pháp lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sinh khởi, phải tác ý lên mới sinh khởi lên, lấy xúc làm nơi tập khởi để nó gom nè. Cho nên trong diệu pháp lấy xúc nó là cái tâm sở đầu tiên, xúc họ tưởng tư nhất hành mạng quyền tương ý. Nếu không có xúc thì mấy cái pháp kia không sinh lại. Mà trong thập nhị duyên thì là xúc duyên cho thọ, thọ mới duyên cho tưởng, duyên cho hành vân vân, nó đi tới nha. Thì lấy xúc làm tập khởi, lấy định làm thượng thủ, lấy niệm làm tăng thượng, lấy huệ làm tối thượng, và lấy niết bàn làm cốt lõi. Có vậy thôi chứ có gì đâu mà. Sao không hiểu trời? Mình phải suy nghiệm đi chứ. Trước tiên bây giờ rõ ràng mình lấy dục làm căn bản nè. Ví dụ một người làm phước, họ có mong muốn gì vậy không? Thì cái khi mong muốn á, cái mong muốn cái đó cái là cái dục. Cho dù mong muốn là kiếp sau giàu sang hay gì kia thì cũng là dục. Hay là mong muốn kiếp sau mình được chứng đắc thiền định đạo quả cũng là dục. Hay là mình mong muốn kiếp sau mình sẽ trở nên những cái việc cái gì đó cũng là do dục. Thì lấy tất cả thứ cái pháp lấy gì dục, cứ muốn làm căn bản. Còn một cái người, ví dụ người mà sát sanh, họ có muốn gì không? Họ có muốn sát sanh không? Họ vẫn muốn sát sanh, họ muốn sát sanh để họ sử dụng cái đó để làm cái gì. Ví dụ giống như một ông vua, họ cái có kẻ nghịch thần chống lại ông vua cũng muốn giết người đó không? Đó thì cái đó cũng là ước muốn, nhưng mà ước muốn bất thiện hoặc là đồ vật người khác, đồ vật của người khác, đồ quý của người khác mình muốn có, cái muốn có nó cũng là ước muốn. Mình làm sao để có thì làm, có thể làm trong cái có cái theo cái đường chánh,
hoặc mình làm theo con đường bất chánh. Yeah. Đường bất chánh là mình cướp, mình giật, mình này kia. Yeah. Còn đường có chánh là mình thấy người ta có phước, mình ngẫm nghĩ là thì người ta có là bởi vì người ta có phước, thì mình phải làm sao mình có phước được như người ta. Yeah. Thì cái đó cũng là ước muốn, nhưng mà nó theo cái đường chánh. Nhưng mà đường chánh, trong đường chánh nó lại có đường tà, tại vì mình muốn được cái đó nó thuộc về tà, nhưng mà việc làm của mình nó lại đúng. Đúng là dục, tất cả các pháp đều lấy dục làm căn bản, cách nào nha cũng phải có ước muốn mình, mình phải tắt ý tới đó. Cái người tu thiền mà không tắt ý tới tướng vô thường, tướng vô thường nó sanh lên, cũng giống như nó vô thường khổ vô ngã nó có mặt nó, nhưng mà mình không tắt ý nó không sanh lên. Cũng giống như bây giờ đó, mắt mình có, cảnh sắc mình có, nhưng mình không chú ý rồi mình sẽ không thấy được nó. Cũng như có người đi ngang qua cái rạp hát nha, cái rạp hát nó có cái chiếu phim gì đó, nó có chiếu một phim gì đó, ví dụ như là Bạch Tuyết bị chú lục chẳng hạn vậy, nó cũng cái tấm bảng để vậy đó, hôm nay chiếu phim Bạch Tuyết bị chú lục chẳng hạn vậy. Người đó đi ngang qua, mắt có, cảnh sắc nó có, nhưng mà không chú ý. Bây giờ cái nãy chị có đi ngang qua rạp hát không, có, bữa nay rạp hát chiếu gì tôi quên rồi, đây do không có chú ý. Yeah. Tức là không có tác ý thì nó không sanh lên. Yeah. Hiểu không? Yeah. Hoặc là giả một ông bác học, ổng lo cái làm việc ở trong đó, ai hỏi vậy ổng không có tác ý tới cái tiếng nói người ta, ổng coi như không nghe, cho nên không có tác ý thì nó không sanh khởi. Ổng tác ý tới nó thì cái tiếng nghe ổng nghe. Rồi cái tác ý nó sanh khởi xong nữa, nó lấy xúc cái biết nghe cái tiếng người đó, phải do cái lỗ tai chạm tới cái âm thanh đó. Yeah. Thì mới chú ý âm thanh đó, thì là mới biết người ta đang nói gì, do xúc là tập khởi. Yeah. Thì nó khởi không á, thì đó là nói về bình thường. Nó bây giờ cái tâm mình á, nó có hệ cắt cái ta đó, thì lúc đó hệ cắt cái ta nó mới tập trung lại trong đó, cứ gom cái cảnh vô nằm trong đó. Thì nó lấy định á, làm là thượng thủ, rồi lấy niệm làm tăng trưởng, đây là nói theo chiều thiện đi lên á, rồi lấy tuệ làm tối thượng. Mà lấy tuệ mục đích mình có cái trí tuệ để làm gì, thì để chứ lấy niết bàn nó là cốt lõi, còn mấy cái không phải là cốt lõi. Nên làm gì làm cũng phải là chú ý tới niết bàn, cho nên cái đó mới là cái thiện ly luân hồi, còn không là thiện còn nằm trong luân hồi.